smartphone Android với 24GB RAM gấp 4 lần iPhone 14 Pro Max. Rò rỉ giá bán của Samsung Galaxy Z mới tại Việt Nam. Theo tiết lộ của Digital Chat Station, một tài khoản nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc, smartphone có dung lượng bộ nhớ RAM lên đến 24GB sắp được công bố. Đây là mức cao hơn đáng kể so với 12 đến 16GB trên các model cao cấp hiện nay. Người này không nói rõ thương hiệu hoặc tên model cụ thể, chỉ đề cập đến từ OGA theo Android Authority đây là tên gọi chung của nhóm thương hiệu điện thoại OnePlus, Oppo và Xiaomi. Bên cạnh đó, bài viết đề cập đến hệ điều hành ColorOS phiên bản Android tùy chỉnh của Apple hoạt động trên thiết bị của Apple và OnePlus tại thị trường Trung Quốc, giao diện người dùng trên smartphone Xiaomi cũng là phiên bản sửa đổi từ ColorOS. Do đó, nhiều khả năng chiếc smartphone dùng ram 24GB này là sản phẩm của một thương hiệu điện thoại Trung Quốc mới nổi. Câu hỏi đặt ra là smartphone có thật sự cần bộ nhớ ram lớn như vậy? RAM nhiều giúp thiết bị có khả năng hoạt động đa nhiệm tốt hơn, mở cùng lúc nhiều tab trình duyệt, kích hoạt các tính năng nâng cao, nhưng hiện nay khả năng quản lý bộ nhớ đã cải thiện đáng kể. Theo thử nghiệm độc lập của Android Authority, dung lượng RAM 8 đến 12 GB là mức lý tưởng, trong khi 16 GB là dư thừa. Ngay cả nhà sản xuất cũng không tận dụng hết dung lượng dồi dào này. Trên thực tế, có thể ngay cả khi sở hữu smartphone RAM 24 GB, người dùng cũng không nhận ra sự khác biệt so với thiết bị có RAM 12 GB hoặc 16 GB. Cùng thời điểm này, giá bán của dòng Samsung Galaxy màn hình gặp thế hệ 5 tại thị trường Việt Nam. Theo, theo thông tin từ một số chuỗi bán lẻ tại Việt Nam, Samsung Galaxy Z Flip 5 sẽ có giá bán phiên bản 8GB, 256GB, dao động từ 25,99 đến 26,99 triệu đồng và phiên bản 8GB, 512GB sẽ có giá nhỉnh hơn khoảng 28,99 đến 29,99 triệu đồng. Mẫu máy này sẽ có 4 biến thể màu sắc là xanh bạc hà, tím, đen và màu vàng kem. Đối với mẫu Galaxy Z Fold 5, giá bán 3 phiên bản 12GB, 256GB, 12GB, 512GB và 12GB 1T sẽ dao động lần lượt là 40,99 đến 41,99 triệu đồng, 44,99 đến 45,49 triệu đồng và 49,99 đến 50,99 triệu đồng. Mẫu smartphone này sẽ có 3 biến thể màu sắc là màu xanh dương nhạt, đen và vàng kem. Đây là mức giá niêm yết của Samsung đối với hai dòng máy này. Giá bán lẻ tại các chuỗi sẽ thấp hơn khoảng 2 đến 3 triệu đồng, đại diện một chuỗi bán lẻ tại Việt Nam tiết lộ. Trước đó, ngày 7 tháng 6, nhiều nguồn tin quốc tế đã xác nhận Samsung Galaxy Unpacked sẽ được diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 7, nhiều khả năng rơi vào ngày 26 tháng 7. Sự kiện sẽ được hãng tổ chức tại COEX, Samsung Dong, Gangnam, thành phố Seoul. Tuy hãng không tiết lộ tên các sản phẩm sẽ được ra mắt trong sự kiện Galaxy Unpacked lần này, nhưng đã xác nhận rằng đây là thế hệ tiếp theo của các thiết bị có thể gặp lại trong thư mời gửi tới giới truyền thông, hãng đã nhận định đây là địa điểm độc đáo, mang đến cho thế giới một trải nghiệm sự pha trộn giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Kể từ sự kiện Galaxy Unpacked đầu tiên, năm 2010, tại Las Vegas, Samsung đã tổ chức sự kiện này tại nhiều thành phố lớn trên toàn thế giới như Barcelona, Berlin, London và New York.